Hello. Lên lời anh ha. Ok, em nghe rõ anh hả? Yeah. Đi sột liền ghê vậy. Chào anh chủ tiệm nha. Lại chào Thái Quang với lại mọi người. Thái Quang ấy Là sao mà cho được? Còn nãy giờ còn có chuyện mà nãy giờ ta có đề cập về đảng dân chủ, đảng cộng hòa gì đó. Thì với góc nhìn của em á, em nghĩ thế này nè. Thực ra cái đảng dân chủ hay đảng cộng hòa gì nó có quậy, hai cái đảng đó nó xét cho cùng nó chỉ là gì, là những cái giống như là ngày xưa ta gọi là gì, tiếng hát chàng chăn bò với việc ta. Thực ra là đó là hai cái thằng mà chuyên đi chăn cừu, cừu đó là gì, là những người dân nước Mỹ, chứ còn ông chủ thật sự là nằm giới tinh hoa thôi. Còn tại sao cái đảng dân chủ và đảng cộng hòa thay phiên nhau thì mình nghĩ như thế này, nó bị dân. Ví dụ đi là cái nhiệm kỳ này đang là của đảng dân chủ nó cầm quyền đúng không, thì trong quá trình cầm quyền chắc chắn thì dĩ nhiên nó có những cái bộ phận để nó quan sát, nó xem cái phản ứng của người dân Mỹ như thế nào, người dân quốc tế ra sao, có hài lòng về cách điều hành của đảng dân chủ này hay không, và có lên tới một cái cấp độ nào đó đáng báo động hay không. Nếu mà nó cảm thấy vấn đề gì đó mà cảm thấy nó nguy hại thì nó sẽ tìm mọi cách là gì, là cái nhiệm kỳ sau sẽ là thành đảng cộng hòa lên để làm gì, là xoa dịu cái lòng người dân. Bởi vì người dân cứ nghĩ đơn giản thôi, tôi cho đảng dân chủ đi cầm quyền sống không nổi rồi, thế này thế nọ thế lọ thế chai rồi, thôi đổ cho tôi rồi mới đảng cộng hòa đi, đó là nó làm hài lòng người dân, nó xoa dịu lòng người dân và đảng cộng hòa lên. Và đảng cộng hòa lên thì cũng vậy, cũng là như vậy thôi. Nói chung là cái tiêu chí cuối cùng là mọi cái mục tiêu á là để về phục vụ cho giới tinh hoa hết. Còn những người dân là gì, thật ra là hồi lâu rồi vấn đề này có chia sẻ với ai Việt á, thực ra là người dân là những nô lệ gọi là thời thời hiện đại, nếu xét trong cùng một người nhìn kỹ có phải không, họ họ tức là cái giới tinh hoa này nó bóc lột và người dân nó rất một cách rất là khoa học và bài bản và tinh vi, có nghĩa rằng là người dân là không nhìn ra được luôn, thậm chí còn cảm thấy hài lòng với cuộc sống nó là như vậy, nhưng mà thực tế là họ đang bị bóc lột. Hello, chú Phan. Đó, cho nên tại sao mà mọi người cứ nhìn xem là suốt quá trình lịch sử nước Mỹ chỉ có hai đảng dân chủ cộng hòa, nó cứ qua cứ lại, không nhiệm kỳ ông này tới nhiệm kỳ của ông kia cứ trao đổi nhau vậy thôi. Vậy suốt mặc dù nó mang tiếng là đa đảng, nó nhiều đảng đó, nhưng mà có hai ông, có đảng nào qua được hai cái đảng này không? Nó chỉ đường lối nó là vậy thôi. Đó. Nó ví dụ như bây giờ mọi người nhìn thử xem, bây giờ cái nhiệm kỳ này là thế đảng dân chủ là điều hành đất nước bắt đầu bết bát qua đúng không, thậm chí là không riêng gì nước Mỹ, kể cả thế giới bây giờ nó thẳng luôn, cái nước Mỹ nó bị mất uy tín với nhân dân thế giới rất là nhiều, rất là nhiều. Mà nếu mọi người cứ vô xem, nếu mà cái câu chuyện nó mặc dù là Mỹ nó mạnh điều hành được á, nhưng mà nếu mà kéo dài thời gian dài á thì liệu cái hình ảnh Mỹ nó còn tồn tại được hay không, tồn tại không, họ nhận định được chắc chắn là sẽ không tồn tại nổi đúng không, thì phải tìm cách gì đó để thay đổi, tìm cách gì đó để thay đổi cái hình ảnh. Và cụ thể ở đây là gì, đảng dân chủ và đảng cộng hòa đúng chưa. Mà bây giờ thằng đảng dân chủ nó lỡ xa lầy rồi, nó đã dính sâu rồi, bây giờ một phát một kêu đảng dân chủ rút về thì chẳng khác nào Mỹ thừa nhận nó là thằng sai lầm, nó là thằng bậy bạ, nó là thằng này thằng kia, thì chỉ còn cách nào đó là gì. Nên em, mới cá nhân em vẫn suy về cái hướng là chỉ còn với cách là thôi nhà tao bây giờ bao việc, thôi tụi bay thông cảm đi ha, cũng muốn ủng hộ tụi bay tới nơi tới chốn lắm, nhưng mà bây giờ trong nhà căng quá, tình hình nội bộ bây giờ căng quá thấy chưa, rồi xe tăng thiết giáp thì nó chở đùng đùng, vệ binh quốc gia gì nó di chuyển đùng đùng đó, và lửa 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 bén tới sát nhà rồi, thôi để tao về tao làm yên nhà tao cái đã, rồi sau đó rồi cái gì tao ủng hộ tụi bay sao, rồi thí dụ nó có là quay qua là gì, là thằng cộng hòa lên thôi. Thằng cộng hòa lên thì chắc chắn là phải có những chức trách gì đó là xoa dịu lại, êm lại cho một thời gian nó bình lại, rồi bắt đầu cũng đâu vào đấy. Cá nhân em là em nghĩ vậy á, không biết anh Duy Tân có hướng nhìn nào nữa không. Anh thì nghĩ dân chủ và cộng hòa đều là được đưa lên
chứ không phải người dân đưa lên, được đưa Đúng lên là rồi. về cái đám thế lực ngầm đó. Mà thế lực Ừ. ngầm là ai? Là những cái đám mà đại tư bản đó. Nó từ Đúng hồi rồi. nào bây giờ rồi, nó là cái đám mà nó điều khiển nước Mỹ chứ không phải chính phủ Mỹ điều khiển nước nước Mỹ. Cái đám đó là đứng Đúng rồi. điều khiển nước Mỹ và thế giới, thì thành ra nó đưa lúc để đưa dân chủ, lúc đưa cộng hòa. Còn nếu mà trường hợp mà xui sao người dân bầu mà không theo ý nó thì nó sẽ ăn gian, nó ăn gian, nó có đủ hết tất cả các cách để nó ăn gian. Cũng Nó ông cho Trump từ vô ông thắng ấy, thì nó ăn gian để nói cộng hòa lên đó, thì anh Duy tức Tân là nhớ không? Anh Duy Tân nhớ cái đợt mà giữa ông Trump với bà Hillary Clinton không? Đó, cái đợt đó là phiếu bầu phổ thông là bà Hillary Clinton vẫn cao hơn ông Trump rất là nhiều nha, y chang như cái sau này đó, mà cuối cùng sao ông Trump vẫn đắc cử, đúng không? Rồi sau này cái kèo của ông Trump với ông Biden cũng y chang luôn, không khác chút xíu nào hết. cái đó anh phải để cho Việt Khoai cho ý kiến rồi đấy. Có phải là ông Trump với bà Hillary nhiều phiếu không không? Anh nghĩ vậy. Anh không nghĩ là bà Hillary bà nhiều phiếu hơn mà tụi nó muốn ông Trump lên. Thật ra anh nghĩ là tụi nó không hề muốn ông Trump lên. Ông Trump thật ra ông chả có phải là đảng Cộng hòa đâu. Nhưng mà để mà lên mà tranh cử tổng thống á, một cái người nào đó phải phải theo một cái đảng, phải phải Nằm trong chọn một trong một hai cái đảng đảng. nào đó đúng không? Ừ, phải bắt buộc chứ không có kiểu mà independent, nghĩa là độc lập được, phải là theo đảng cộng sản hay gì được hết trơn á, là một trong hai cái đảng chính đó. Thì ông Trump đó, anh không nghĩ ông là cộng hòa quá vậy đâu, nhưng mà ông là nhảy vào trong, ông dùng cái đảng đó. Nhưng mà ông Trump ông có những cái đầu óc đó, là ông không có, tại vì bản thân ông là cũng là đại tư bản rồi, thành ra khó điều khiển được cái đầu ông. Mà nó mấy thằng kia nó muốn ông lên á là phải làm mày là cái kia cho nó, mà ông lên á ông đâu có làm theo ý nó đâu, cho nên á là không được rồi, không thể nào chấp nhận được. Cho nên khi mà ông lên á là bắt đầu đánh phá ông là suốt 4 năm luôn, xong rồi cái nó phải bắt buộc á là lần thứ hai có thể là ông đã thắng, nhưng mà bắt buộc nó là phải đủ mọi cách để ông phải thua, rồi là nó làm đủ mọi cách á để nó không cho ông ra tranh cử cái này. Mà nếu mà kỳ này mà ông lên mà làm sao mà ông lại thắng nữa đó thì anh nghĩ cũng nguy hiểm lắm đó. Ông có, nó có thể giết họng giết ông á. Ra anh thì reply cho ý kiến thì, tại vì anh không nghĩ là cái kỳ mà ông thắng là tại vì có gian lận ông mới thắng được bà Hillary. Thật ra anh nghĩ á, ông Trump á, khi mà mỗi lần đi tranh cử á, là ông bỏ rất là nhiều công sức ra, ông đi ông vận động khắp nơi ở nước Mỹ. Còn bà Hillary đã rất là người, bà không đi đâu hết trơn á, tại bà nghĩ á, là cái tụi cái thế lực ngầm á nó đã đặt, nó đã lấy cái ghế sẵn cho bà rồi, nên bà không cần làm nhiều. Nhưng mà vì lý do đó cho nên á bà không ngờ bà thua, tại quốc không tại Mỹ đâu bà vậy. Cho nên ông nghĩ là có sự gian lận gì trong đó mà ông Trump đã thắng bà rồi. Thì anh muốn ra nghe thì phải cho ý kiến đi, anh em nghĩ vậy không? Thì không, em thì em cũng có cái suy nghĩ giống như là anh nói lúc đầu, là cái nước Mỹ này thì cái người dân đi bầu là bầu cho có thôi, chứ còn thực tình đó, là bên trong tụi nó sắp xếp hết trơn đó. Em ở đây thời gian lâu, em theo dõi em thấy là như vậy. Bây giờ đó, cái phiếu, ok, bây giờ mình ngược lại hồi xưa tí xíu nè. Hồi lúc cái thời Obama lên đó, mẹ có nhiều khi mẹ, tự nhiên cái ông Obama ở đâu chả biết, chả ai biết ổng là ai, không biết ổng ở cái chỗ nào, tên tuổi sao sao, tự nhiên bùng nổ lên một cái, một ông tổng thống da màu lên hùng hổ ra làm tổng thống. Mà cái thời điểm đó là thời điểm năm 2008, cái thời điểm đó là cả thế giới kinh tế nó rớt thê thảm luôn. Anh Thơ Quang với anh Cư Xá còn nhớ không? Dạ. Đó, mà lúc đó là ông nào? Lúc đó là bên đảng Cộng hòa đang làm tổng thống, hình như cái thời đó là ông Bush con phải không? Thời Đúng rồi, bút Như con. vậy. Bush con rớt đó thì sao?
Ồ, mà lúc đó cái nước Mỹ em nói hả, nó thê thảm luôn, người ta bỏ nhà bỏ cửa người ta đi. Anh biết ở trên miền Bắc đó, ở tiểu bang Michigan đó, nó là cái tiểu bang đó là cái nguồn thu của nó vô á, là tiền từ Trời xe ơi, xe sản xuất xe thôi. hơi, công nghiệp xe hơi của nó là thảy ra toàn nước Mỹ, là nói về Michigan là tiểu bang đó là làm xe hơi. Mà anh biết đó hả, tụi nó phải đi qua bên kia, tụi nó bị rớt á, mấy cái thằng chủ hãng xe nó phải đi qua quốc hội nó xin trợ giúp, không thôi là chết. Tụi má chiến này là chết vô đường cùng rồi, là tiêu luôn á. Anh biết nhà người ta ở hả, nhà lớn 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 lớn, tàu bè rồi mấy dân làm trong đó lương ngon lành lắm, người ta phải bỏ nhà người ta đi luôn á, bỏ nhà đi đó. Thì đùng cái đưa cái ông Obama lên, em nghĩ là tụi nó tính sẵn hết rồi. Mẹ nó bây giờ á, cái đám kia nó nói rồi, mới bây giờ không xong rồi quăng cái thằng này ra cho nó làm tổng thống. Ồ, mới làm được á thì good, còn làm không được á thì tao lôi đầu xuống đưa thằng khác lên. Quá Đúng cho rồi. cái thứ hai nữa là tụi bay á cũng khỏi có phải nói là mất kỳ thị gì, đưa cái ông đen này ra mà, chứ dễ dầu gì mà nước Mỹ mà nó chấp nhận một ông tổng thống da màu làm tổng thống, thấy không? Đưa Obama lên đó, thì đưa ra rồi bên trong nó cũng xoay sở, thì cuối cùng cũng ok đâu vào đấy đó. Thì cho nên á, anh Tư Xá nói đúng, ở trong là tụi nó sẽ đắp hơn thôi, còn cái vụ phiếu phiết gì đó thì mình cũng nhiều cái mình cũng nói mất sao. Nếu mà nó muốn đưa ông Trump lên thì nó có nhiều cái lý do nó làm, chứ nó đâu có cần thiết phải là phiếu này phiếu kia đâu anh. Có nhiều khi á, phiếu thì bà kia cũng có, theo em nghĩ bà kia là phiếu cũng đông á, nhưng mà khi mà nó không muốn đưa bà lên nữa thì nó đẩy ông này lên hay là đưa người khác lên, là cái chuyện tụi nó tính toán tụi nó làm được hết thôi Không, nhưng mà nó tính đó. toán, nó tính hụt em ơi, anh nghĩ nó tính hụt làm sao mà để cho ông Trump ông lên được, tại vì á dựa theo cái số phiếu của dân nó bầu ông nhiều hơn, thành ra ông lên được. Thì tụi tụi thế lực ngầm nó chưng hửng, nhưng mà thành ra nó phá, em thấy rõ ràng mà nó phá đủ mọi mặt, phá ông, thậm chí ông Rồi. ăn ăn hamburger nó cũng khuy ông Rồi thì bây giờ á, bây giờ nè, bây giờ mình nói chuyện bắt đầu tương lai nè. Theo anh nghĩ á, là đợt này ông Trump ổng lên không? anh nghĩ Cho em hỏi. nó sẽ làm đủ mọi cách để ông không lên được. Em Nó đưa thì ra những cái nhân vật đó mà anh nhìn vô mà anh muốn la thét lên luôn đó. Anh không thể tưởng còn có tượng gì đâu được, không anh không thể tưởng tượng được cái con mẹ mà Nikki, một cái con người như vậy á, Haley. con người như vậy á mà ra tranh cử tổng thống, mẹ chả có gì á, theo em mẹ chả theo có em gì để mẹ không theo có em một thấy cái á, thông điệp nào là mẹ lo cho người dân Mỹ hết trơn. Cái thông điệp của mẹ là gì, phải không? Là lên á, là mẹ hiếu chiến lắm, mẹ lên mà chỉ có ủng hộ cho Thái thôi, đúng theo cái bài bản của tụi đại tư bản nó, thế lực ngầm nó muốn. Bây giờ hai cái quan trọng nhất, actually ba cái thứ nhất là ủng hộ cho Thái, thứ hai là phải chống Nga và chống tàu, ba cái đó thôi. Đó. Nhưng mà ông Trump với lại cái thằng về rắc Ấn Độ vậy đó, thì anh thì anh thấy ok, rất là ok với hàng Ấn Độ đó, là nó không có muốn chiến tranh, nó không có đồng ý ở Ukraine, và nó cũng thấy tự do Thái là sai, lại nó cũng đâu có gì đâu mà chống Nga đâu. Nhưng mà những cái thông điệp của ngày á là không ok rồi đó, đối với tụi thế lực ngầm mà không được rồi đó. Cho nên anh thấy nếu mà ông Trump với lại thằng Vivek này lên đó, là ngạc nhiên lắm đó. Nhưng mà họ xứng đáng lên làm tổng thống, nhưng mà khó lắm rồi. Anh nghĩ vậy, nếu mà họ có cách nào đó họ lên được á thì chắc chắc nhiều điều xảy ra lắm, chắc nó anh không biết luôn, chắc nó phá nước Mỹ banh luôn, nó phá cái nhiệm kỳ của ông, là banh kỳ này nó phá bạo luôn. Em thì em suy nghĩ á, là đợt này là có thể ông Trump lên làm. Là anh biết sao không? Là tại vì á,
đảng Dân Chủ bây giờ hình như bên đảng Dân Chủ bây giờ đâu còn ai nữa đâu. Quá không lẽ giờ ông Joe Biden làm nữa đúng không? Ủa Joe Biden thì bây giờ ngơ ngơ ngáo ngáo mẹ nó rồi. À, mà bây giờ bên đảng Cộng Hòa thì em thấy hùng hổ nhất là ông Trump là đó, Vivek à? Vivek Ấn Độ. à, với thằng đó thằng Ấn Độ Ừ. nữa. Mà đó dân tình ở Mỹ này theo em thấy hiện tại bây giờ nha, em không có theo bên nào hết đó, em là chính giữa, nhưng mà em á, em thấy hiện tại bây giờ dân tình là ông Trump là hình như là người ta ủng hộ ổng cao nhất đó. Đó, nước Mỹ bây giờ đang lún vô chiến tranh, nó đang lún vô nào là bên Ukraine nè, với Nga nè, rồi bên Trung Đông nè, đó Israel với Palestine đồ này kia nó đang nhúng vô đó, rồi bây giờ đụng vô cái tụi Houthi thì cái gì úi xà nó tùm lum tà la hết thì cũng đuối rồi, cũng đuối rồi, má cũng phải lo cho dân chúng chứ đéo mẹ cứ đổ biết bao nhiêu tiền ra ngoài đánh cả bao nhiêu năm nay mà có thắng đâu, rồi bây giờ nó rối bung rối beng ở bên Trung Đông nữa thì nó sẽ đưa cái đám tài phiệt ở đằng sau á, nó sẽ đưa một người khác lên, chẳng hạn như đảng Cộng Hòa. Mà đảng Cộng Hòa bây giờ là ai đang sáng nhất? Em thấy chỉ có ông Trump là sáng nhất, Nhưng mà ông không chịu nghe lời nó. nhưng mà anh biết tại sao không? Nó sẽ đưa lên để chi? Để cho nó giảm, ổng lên á thì chiến tranh nó sẽ giảm lại, sẽ không còn chiến tranh nữa, Nó muốn chiến không tranh còn mà chiến em. tranh mẹ, Cái đó là mục đích của giờ muốn chiến nó tranh nữa mà. thì tiêu. Bây giờ Mỹ không có còn chiến tranh, bây giờ nó phải Tiêu cái giảm lên gì? Em trả chút. lời anh, tiêu tiêu là tiêu cái gì? Bây giờ nó đánh nhau từ lưa tét lét hết cả mấy năm nay, anh thấy không? Ồ, mấy nước Mỹ kinh tế cũng đi xuống chết Kinh bà luôn tế chứ bộ, nó cũng đi phải xuống tiêu. nhưng mà tụi nó cái tài gì, tài sản của nó tái đi lên. Tài sản này lên nó không? nó 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 đâu nó đâu quan tâm đến đến cuộc sống của dân Mỹ em. Nó đâu có, em thấy rõ ràng là nó chiến tranh Việt Nam Chào đó. em, anh em Mai Thanh Bách quay lại đồng ha. hồ đi, em nhớ chiến tranh Việt Nam không? Nước Mỹ còn Dạ. te tôi hơn bao nhiêu, nó không quan tâm. Nó sẽ làm sao mà cái tài sản nó lên cao một cái tuyệt đối ngất trời luôn, đến khi nào Theo nó em không thể nghĩ làm được nữa thì thôi. á thì bây giờ nó đang rớt thì nó sẽ đưa ông Trump lên để gị lại, anh hiểu không? Đó sẽ gị lại rồi nó sẽ tìm cách, nó cũng chiến nhưng mà nó sẽ tìm cách nó làm giảm lại, chứ còn bây giờ á, mà để đảng Dân Chủ hay là để người khác lên á, thì cũng tan nát hết đó, theo em nghĩ là vậy, nó sẽ thay đổi Ông anh thì thấy cái ý tưởng là để cho ông Trump lên là phó tổng thống làm VFX với Ấn Độ thì nó hay, anh thích cái đó. Nhưng mà đó. anh thấy anh nhìn vào cái chính trị Mỹ anh thấy nó khốn nạn quá, nó sẽ không xảy ra được, là nó sẽ làm đủ mọi cách để mà ông không lên được anh. Nhưng mà em nói cái ý tưởng là ông phải lên được thì này, ông lên theo thì em rất là theo anh em rất là thấy là thích cái gì. thì, theo em thấy kỳ này ổng lên đó. Tại vì anh nhìn đi, bây giờ có ai sáng hơn ổng đâu, mới vừa rồi ở New Hampshire u mà ổng thắng u mà dã man luôn, ổng đi tới đâu ổng cũng cái vấn đề là không phải ui. là ai sáng hay là ai tối. Kỳ vừa rồi á, cái ông Biden á, ông tới hộ mà ông vẫn thắng á, có ai tưởng tượng được á, một người như là ông Biden mà lên làm tổng thống không em? Mà nó vẫn là ông vẫn lên được, ông Biden mà lên làm tổng thống được á thì nó sẽ làm được, nó sẽ cho bất cứ ai lên được. Vậy với nó có thể anh sai, nhưng mà anh chỉ muốn đưa ra một cái góc nhìn của anh mà để anh tranh luận với em thôi. Có nghĩa là nó không phải là người nào sáng người nào tối, cái người nào mà cho dù ngu đần ngu si dốt nát mà mất trí không quan trọng đối nó, người đó đi lên đó để phục vụ cho cái quyền lợi của nó, quyền lợi của thế lực ngầm bài ở lại tiêu bản vậy thôi. Chứ còn không phải là người nào sáng giá, người nào lo được cho dân, làm cho thay đổi kinh tế. Nó cần nó kinh tế Mỹ nó cần tối nó không quan trọng. Em mới có cái tin, đang ngồi nói chuyện đây, điện thoại em nó báo vô, anh có tin không? Cái trường học thằng con em á, là cái trường học đồ mà nó cực kỳ secure,
security luôn á, mà nó thông báo nè, currently on lockdown. Đồ, nó lắc đau cái trường học nè. Em vừa nhóm đích một cái là nó nhắn lại thêm một cái nữa, lắc đau là nó khóa trường học lại, nó khóa cửa lại hết anh chị em. Thôi, là nói vậy, em, nói vậy thì em lo cho nghe con em đi chứ còn bây giờ ngồi đây, ngồi đây chém gió. Thì nó mới nhắn lại một cái là mọi thứ trở lại normal rồi. Nó nghi một thằng nhỏ đem cây súng vô, nhưng mà giờ cảnh sát của trường học nó ập vô nó kiếm là bây giờ our campus have returned to normal, trở lại bình thường rồi. Bà mẹ nó thấy dã man không? Vậy là anh Dương góp ý thế này nè. Cái thứ nhất á, cái vấn đề thứ nhất á, quay lại nãy Việt Nam có đề cập về vấn đề mà giai đoạn ông Obama lên, đúng không? Anh Tư Quang nghĩ sao? Thì thế này, chúng ta đại mình nói về cái điều đầu tiên, điều thứ nhất cái đã, thì nó củng cố cho cái luận điểm của anh á. Anh nói là tức là nãy anh có nói với mọi người đó, là với quan điểm của mình á, là thực ra bây giờ là dân chủ hay cộng hòa cũng vậy thôi, đều là bị dân hết. Bởi vì sao? Nếu mà như Việt Nam nói, chúng ta đề cập lại cái sự kiện cái thời điểm đó, tình hình kinh tế 2008 suy thoái vậy đó, nước Mỹ là bê bết gì đó, đúng không Việt Nam? Thì đâu tự nhiên xuất hiện một ông da màu lên làm tổng thống. Và mọi người nhớ không, Obama lên á, là cái bước đầu tiên là gì, nó gần như là có cái chế độ gì đó an dân, mà an dân ở đây á là thuộc tầng lớp là thấp ở trong xã hội. Có gì cái chính sách của ông đưa ra, cái gì, cái Obamacare đúng không? Đúng rồi đấy, anh Duy Tân nhớ đúng không đó. Mà tại sao lại tập trung vào cái tầng lớp đó? Bởi vì ta nên nhớ, đưa thuyền cũng là dân, đúng không? Mà lật thuyền cũng là dân. Thì bây giờ nó thiệt, bất cứ quốc gia nào cũng vậy thôi. Bất cứ quốc gia nào cũng vậy thôi. Có cái vấn đề gì xảy ra, luôn luôn người dân là đi đầu. Mà người dân đi đầu là gì? Những thành phần gọi là ở tầng thấp xã hội rất là hung hăng. Và đơn giản thôi mà, nếu mà họ đói mình cùng xin đạo tặc, đúng không? Mày nói khổ quá mẹ, giờ mày không cho, mày không cạo được kỹ, mày làm loạn thôi, cái chuyện bình thường. Tầng lực đó là gì? Lực lượng đông đảo nhất. Thật quá nói đúng mà anh nội ý thì đó, cho nên khi ông Obama lên là gì, là mang ra những cái chính sách thế này thế kia để làm gì, để xoa dịu chịu cái lòng người dân đó đã, và đặc biệt là cái tầng lớp đó, để cho nó êm đi. Êm đi qua một thời gian, bắt đầu ru ngủ á, giống như gọi là ru ngủ á, rồi bắt đầu tiếp tục. Chính xác. Obama lên thì làm có mỗi một cái công việc duy nhất cho nước Mỹ. Nhưng mà thật ra cái mà Obama làm anh cũng chả có quan tâm. Nà, để nói là cái Obamacare, có nghĩa là nguyên 8 năm trời chỉ làm có Obamacare thôi. Mà Obamacare là cái gì? Là đánh thuế của middle class, có nghĩa là trung lưu. Thì anh gọi giống như middle class, anh là middle class, Việt Nam như vậy thôi. Tất cả hầu hết là middle class. Middle class là cái thành phần đó, bị bóc lột nhiều nhất ở nước Mỹ. Là thành phần mà đóng thuế nhiều nhất ở nước Mỹ. Đúng. Thì nó lấy cái tiền thuế của cái middle class đó, nó tăng thuế cho middle class đó để mà nó pay cho những người mà giống như low income đó. Những người mà nghèo á, cho chương trình Obamacare vậy thôi. Chứ còn ngoài ra là Obama 8 năm lên nó là phục vụ cho cái thế lực ngầm đó thôi, để trục lợi cá nhân. Cái đoạn này nè, đoạn này em quý sát, em xin phép gắt ngang cái đoạn này là gì? Là sẽ giúp mọi người liên tưởng tới câu chuyện gì anh quý sát nhớ không? Liên tưởng tới câu chuyện Robin Hood, lấy của người giàu chia cho người nghèo để tạo ra một cái hình ảnh nào đó, đúng chưa? Đúng không? Anh nhìn ngược lại có giống câu chuyện của Robin Hood không? Tức là lấy của giới trung lưu chia cho những người là tầng lớp thấp, mà cái tầng lớp thấp á, là trong thời điểm đó là nó đang sôi sục như thế nào? An liền, anh thấy không? An liền, im liền, an dân liền. Mà lực lượng đông đảo nhất là lực lượng gì nữa?
đặc biệt cái hình ảnh gì á, Duy Tân nhớ không? Da màu, da màu. Đó. Cho nên tại tại sao có cái đợt mà ông Trump nó bị cái đám Black Lives Matter nó quậy? Ồ, cái đó là một cái đề tài khác nữa đó. À, cái đó là thì đó. Chỉ là cái con bài. Tức là không, ý ở đây em nói á, ý đây nó là cái sự quan trọng á, sự quan trọng của cái lực lượng gọi là cái tầng lớp nhân dân ở tầng lớp thấp á. Ok. Tầng lớp thì đó là em nói là rất dễ bị kích động nhất. Ok. Và đó cũng là cái lực lượng chính. Đó cũng là một cái lực lượng chính để làm một cái gì đó nó biến động ở trong một cái xã hội, một cái quốc gia, đúng không? Anh Duy Thân nhìn lấy lại không? Nếu mà chúng ta mà nhìn kỹ lại, chúng ta bắt đầu ví dụ như là quay lại những cái thời kỳ mà Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ thì chúng ta liên kết với những sự kiện nó xảy ra vào những cái năm tháng đó, thì đâu đó chúng ta sẽ nhìn ra được được một cái bản vẽ gì à? Chứ còn giống như nãy anh Duy Thân có đặt vấn đề là với việc ra là sắp tới là bên nào sẽ lên làm tổng thống á, cá nhân em thì chắc em cũng không thể nào biết được, nhưng mà em đoán, nếu em đoán ai lên thì em không biết, nhưng mà em tin rằng á là bên phía Đảng Cộng Hòa sẽ lên cầm quyền, còn cá nhân nào đứng đầu thì em không biết, bởi vì nước Mỹ mà nó nhiều cái bất ngờ lắm đó. Ngay cái trường hợp Obama mà mấy anh đưa ra đã là một bất ngờ rồi, thì biết đâu đó tới cái thời kỳ tới. Okay. Thì lại một bóng dưng lại xuất hiện một cái nhân vật nào đó hoàn toàn bất ngờ với mọi người, sao đâu biết được đâu, đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn anh từ sáng nay lên chơi. Ok, cái gì mình lại chào bạn ra nha. Dạ, cũng chào bếp ha, ngủ ngon nha. Cơ quan.